nằm như tướng như con hà mã trời. Gì đó cứ gì anh? Này là như con hai. cậu hai néo gì nữa. nước mình xếp bên đây. Ê, cái này mình quá cái... đơn giản mà đúng không? Anh em đừng cứ làm quá vấn đề lên đúng không? Đây là cô gái nhân hội có cục ba gọi giữa. Em sợ mất cục ba gọi anh. Đây là Quỳnh Ly có cái ly chính giữa. Đây là cô gái bóp nghĩa có cái chĩa ở giữa. Đây là Tư Béo. Cái cây hơi xéo. Phạm Minh bị mất kinh. Còn mình là Nguyễn Hải có cái chiếc xe tải ở giữa. Xin chào quý vị. Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Nguyễn Hải bé bỏng. Chứ hôm nay mình đã thành người đen nhá. Chứ hôm nay tụi mình đen ai cũng đen. Mình đen hơn cái ruộng nhà mình nữa mọi người. Đi chơi về á, hậu quả của việc không thích chứng nắng là phải chứng nắng, chống nắng thôi quý vị. Thì hôm nay anh mình có đi mua được mớ rau. Các bạn kêu mình đi ra ruộng bắt chuột để mà về làm thịt. Nhưng mà chuột người ta bắt hết rồi, người ta bán lại cho mình. Mình mua làm thịt cũng giống như mọi người, thì mình mua được hai cái chuột thì ăn cơm chiều nay để mà ngắm đồng rồi kia đồ chiêu chiêu rồi đó. Nhà bạn nào mà gặn với mấy ruộng thì coi chừng kiến bao khoang nha. Đây hậu quả của việc kiến bao khoang nó chĩa vô mỏi tôi nè. Thì tụi mình sẽ bắt đầu làm ẩm thực, vô thẳng vấn đề luôn, vô làm ẩm thực bập chát gà dọn cơm ăn ha mọi người. Mời các bạn ăn cơm chiều với anh em tụi mình nha. Chuột chiên ăn cùng với xoài chua. Đây là hai đứa ngồi lặt rau nha quý vị. Còn thì Tư Béo đứng kế ổ điện nha. Chuột thì mình sẽ rửa lại sơ với lại muối với lại nước nha bạn. Tại nãy mình làm sạch hết rồi chỉ rửa thôi. Nấu mình cơm đi nha. Cơm có sẵn rồi, không cần nấu. Thì ai rảnh cái tay gọt ba trái xoài đó kìa. Đấy hả? Gọt hết đi. 4 trái thôi. Hết luôn. Này, bữa nay mình sẽ đãi cho Tư Béo ăn món chuột. Tại vì Tư Béo là bên dân boxing nên mua thái mặc cái quần kìa. Cho một chuột bự hả? Ừ, cho chuột bự. Không mấy thì bạn Béo ăn bạn Quy đi. Tại vì bạn Quy có chim mình kia. Bạn Quy đi. Phải. Ba gà. Hai đứa đang lạc rau nha mọi người. Phải đúng. Anh lạc. Và đây là mấy đứa con nít đang thả diều. Con diều hình ma quái rất là sợ hãi. Đặc biệt một điều là có một con chim hình con phụng. Và ông Tám đang cầm con chim. Ê, con diều có hình con Doraemon. Giống như anh đang tả bà dân. Em có nhà em có nuôi bầu bầu này. Ông Tám Viên. Coi xin đến giữa. Cái sòi đó mình nên làm để cho mình ăn cơm. Mình sắc sợi. Vậy. Đây là chú Tám hình Doraemon. Còn đây là Phạm Minh có cái đinh chà bá. Mỹ Sơn Cừ có quịch thừa lừ. Tải nó bự lắm á. Vậy tải quay luôn á. Nhẹ thích ỉa. Ba mình thích Trinh. Tải sổ lại. Không hợp nha, sổ lại phải mập mà tao sổ lại rồi đó không mập. Nhẹ thích ỉa, còn Hải thích ỉa chạy. Ly có kỳ. Lật gắt nực. Béo thích nái. Béo thích béo.
Để mày thấy leo lụ nó ra cho má. Khi mày thích hái còn đỡ á, khi mày thích đỡ còn mệt nữa. Quê thích mi. Gì? Mày chào làm gì? Sơn thích nặng. Nặng gì đó, nặng á. Nặng. Diễn Sơn thích nặng, mà nổi khùng. Ok mọi người. Bây giờ thì Nguyễn Hải với Chải sẽ ấp chuột. Thì chuột con nào cũng thấy uống luôn thì ngửi đó mọi người. Nhìn chuột nữa. Ăn phải ăn cái này nè. Hồi nhỏ hay lựa cái này ăn lắm mọi người. Ông sẽ ấp chuột. Các bạn hỏi đâu tay xong đeo vô tay chưa mua. Khi nào mình mua mình sẽ dùng không ta? Hay cái chuột này là người ta bắt chuột đồng cái gì? Sẽ mua chiên. Một ngọn ít thôi nha, ăn nhiều quá không quên phát này đỉnh luôn. Má lắm đầu lắm đầy. Rồi mọi người nha, hôm nay ăn cơm chuột với anh em tụi mình nha. Mình sẽ tranh thủ làm xong để mà quay cho mọi người xem. Thì các bạn để ngủ Diêu Hương vô nha. Mình không có ngủ Diêu Hương, mình có nước mắm với lại muối thôi. Vô chiên luôn nghĩa rồi. Hai chiên nghĩa rồi. Vô chiên hai chảo rồi. Mình sẽ lấy cây gấp. Mình mới gấp được nha. Chứ mà tay không vô dầu sẽ phỏng. Là sẽ đi tiếp và tư. Thật là mày kẻ thích bên nào kệ mày. Thì trước khi các bạn chiên cái này á, các bạn đi siêu thị Nguyễn Sơn để mua đồ ăn. Mình có đồ ăn. Hồi nãy mình mới lấy chiếc siêu bút của mình chạy Nguyễn Sơn luôn, rồi cũng đã mua được một chai đồ ăn. Thì sau đây mình sẽ bắt đầu chiên chuột ăn cùng với lại nước mắm với lại nước ớt. Thế rồi. Với lại dầu đồ ăn mình sẽ chiên. Trước khi chiên á, các bạn để dầu luôn nha. Đừng có để nhiều quá. Để nhiều quá nó không chín mau chín. Để dai. Để dai. Còn con chuột chưa mặn nè. Chuột cũng mãi trong máu rồi nè. Chuột cống lan nha quý vị. Quậy đi chào. Tại vì tại sao mình có con giúp với lại này không? Mình lát mẹ nấu cơm. Còn mình sẽ chiên chuột nha. Tinh nghĩa sao chưa? Sao rồi cũng biết để chuột để tao nói. Tôi có hơi đắp rồi. Còn con Linh, con sẽ thử nha. Mấy con rồi đây lại đi. Đây đây, tại nhà chiên cho anh đi. Rồi. Đi thôi chưa? Tự cho làm cái này cho mày. Các bạn đang xem cái video của mình nè, các bạn nói bỏ rồi, các bạn nói là hình nó tối á. Tại vì mình chưa nói đèn. Sáng chưa? Sáng đúng rồi. Mình coi gói với người. Mình nấu cơm, mình cho cơm soi hả?
Sương ơi. Dạ. Đây ơi, 40 triệu có đứa rảnh không? Dạ. Lấy cái rau để mâm vô. Đổ rau vô. Vô rảnh không? Em ẩm lên anh Hải. Thôi, không quên trong lại anh làm gì. Mà anh chờ đợi. Này chỉ có nhai xương không còn gì nữa chứ. Chụp mày vào 3 ra 7 nữa ấm. Quý vị ơi quý vị. Ừ, ăn xong đi rồi ra đảo kiếm. Tiền đẩy. Còn soi cho mâm cái chuyện này. Ok, thì chỉ cần việc đỡ ra chính cái lớp này nữa là mình sẽ làm ra màu từ ăn chung cơm chiều cho mình nha. Cái này là các bạn mà ăn cơm mà chỉ có còn miếng cơm thôi. Em coi cô em nãy em có cơm không? Rồi sắp vị trí lên em ơi. Quá đẹp đi. Mọi người nha. Rồi tôi xin mời quý vị các bạn ăn tội rồi ăn lại đi. Ăn lại đi để cho béo ra nha. Ê, nó đang cầm đồ cơm luôn. Rồi bới cơm đi. Ăn cơm. Ăn cơm. Mời nhâm si bai. Khóc ba. Ăn cơm. Rồi. Cấp cho chùm ăn đi, rồi ăn đi. Rồi ăn đi, ai ăn đi kia ăn đi con chùm. Rồi mở cái nhà mình cơm à. Cơm với chuột đồng. Con chùm ra chùm bự con chùm ngon lắm chùm. Đất dứt con đi con chùm. Bự nhất luôn á, bự nhất đầu á. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi mọi người. Mời mọi người. Mời mọi người. Tất cả mọi người nha. Ủa. Mời cả nhà nghe. Đuôn đi ra. Ăn trước đi, trước tôi gấp ra. Em ăn béo. Đâu. Là không ăn cơm hả? Nghĩa rồi. Tôi cơm hả? Wow, ngon quá. Cơm xong. Mọi chỗ này nhai thương chứ nhãn thương lắm gì nữa. Giòn không? Ngon quá. Ăn chưa luôn á. Hả? Hả? Ăn đi. Giòn ha. Cầm dẫn dẫn ra luôn thơm. Có rau hết bài. Cho miếng bắp này. Sướng dọn rồi ta. Được rồi nha. Đó là ngon. 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 Đó cảm ơn cái anh chờ ngon lắm nha, mà phải cảm ơn người nha. Từ lâu ngon quá đến thích thả nhiều rồi nè, quá trời người ta luôn. Cái ngoại vô rồi còn không rồi nè, nè xích qua xích qua xích qua xích qua đây. Ờ kia xích bánh. Dạ xích bánh đi, rồi đó ăn đi. Cho nó tới, để nó không dối dối nữa. Dạ, dối nữa. Mời mọi người nè, ăn xài. Mời mọi người ăn chay. Đã gì đó. Chay luôn lắm à. Còn thêm tâm nóng luôn.
mà mới lại ăn rau nha. Ăn rau xong cái mình quấn vô miếng chuột nó đúng bài luôn. Cái nhỏ nó còn nhỏ hơn nữa. Còn nhỏ thì không đặt. Con nhỏ ăn nhân thương á. Bây giờ cũng nhỏ luôn rồi. Lấy cho miếng cơm đấy. Nặng đi lên. Mất con chén hả bà? Nãy giờ mới bớt á. Giòn. Ừ, ngập này. Khầy quá ăn. Vì thầy đã được cơm cái thầy là biết rồi. Bao giờ sáng? Cay quá, ớt nhiều quá. Ăn 8 chai rồi, 9 chai chứ. Lục bó cái dậu. Ăn được rồi. Xoài ngon quá mọi người. Nãy giờ. Nãy còn có con nói ăn luôn rồi. Giờ tôi kết thúc video tại đây các mọi người. Cảm ơn các người đã coi video ẩm thực của anh em tụi mình. Thì các bạn đã lại cho mình một đăng ký kênh, like và những cái ý tưởng mọi người để đây. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh nha. Ủng hộ mình để mình kinh phụ nhiều hơn. Các bạn mọi người nha.